Tử vi tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch, Phật tổ báo mộng, gặp vận đổi đời. Đặc biệt chú ý năm điều này để tiền về tới tấp. Quý cô chú tuổi Đinh Dậu 1957 đã trải qua gần 7 thập kỷ sống đầy sóng gió và hy sinh. Từ những ngày đầu tuổi trẻ đầy hoài bão cho đến khi trưởng thành, lập gia đình và làm cha, làm mẹ, quý cô chú luôn đặt gia đình, con cháu lên trên hết. Cuộc đời của quý cô chú là một hành trình dài vất vả, nhiều khi quên mình để lo lắng cho người khác. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng những lo toan và suy nghĩ vẫn chưa bao giờ rời xa. Có lẽ nhiều lúc quý cô chú cảm thấy mệt mỏi và mong chờ một khoảng thời gian để an yên, tận hưởng những ngày tháng còn lại trong bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch, có một tin vui lớn đang chờ đón quý cô chú dưới ánh sáng linh thiêng của phật tổ nhiều điều may mắn sẽ đến với quý cô chú đặc biệt là về phương diện tài chính và tinh thần đây sẽ là thời điểm đánh dấu sự đổi đời khi tiền bạc và phước lành sẽ đến liên tục giúp quý cô chú cảm thấy an tâm nhẹ nhàng hơn bao giờ hết sức khỏe của quý cô chú tuổi đinh dậu đã không còn như trước những cơn đau nhất do tuổi tác áp lực về thể chất và tinh thần đôi khi khiến quý cô chú cảm thấy mệt mỏi Tuy nhiên, tin vui là từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch, sức khỏe của quý cô chú sẽ có những cải thiện đáng kể. Phật tổ báo mộng, nhắc nhở quý cô chú hãy buông bỏ những lo toan và tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Đây là lúc quý cô chú có thể dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, tìm đến những hoạt động như tập thể dục nhẹ nhàng, thiền định hoặc thực hiện các biện pháp dưỡng sinh từ thiên nhiên. Những điều này không chỉ giúp quý cô chú cải thiện sức khỏe thể chất mà còn giúp tinh thần trở nên thoải mái, bình an hơn. Ngoài ra, sự quan tâm và chăm sóc từ con cháu cũng sẽ mang đến niềm vui lớn, giúp quý cô chú cảm thấy yêu đời hơn. Sự hòa hợp trong gia đình cũng là một liều thuốc tinh thần giúp sức khỏe cải thiện rõ rệt. Đối với quý cô chú tuổi đinh dậu, từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm vàng cho tài chính và vận may về tiền bạc. Sau nhiều năm làm việc vất vả và cống hiến cho gia đình, giờ đây cuộc sống của quý cô chú sẽ đón nhận một luồng gió mới khi tiền bạc sẽ về liên tục và dễ dàng hơn bao giờ hết có thể quý cô chú đã từng lo lắng về tài chính trong những năm trước đây nhưng thời gian này mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ hơn những khoản tiền bất ngờ có thể đến từ con cháu từ các nguồn thu nhập trước đó hoặc từ những khoản đầu tư lâu dài mà quý cô chú chưa từng kỳ vọng phật tổ báo mộng về một thời kỳ thịnh vượng đang đến và điều đó không chỉ mang lại sự sung túc cho quý cô chú, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch, quý cô chú hãy mở lòng đón nhận mọi cơ hội đến với mình. Mọi giao dịch tài chính hay những quyết định đầu tư nhỏ cũng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Đây chính là thời điểm gặp vận đổi đời, khi mọi thứ bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, và tiền bạc đổ về không ngớt. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng tinh thần làm việc của quý cô chú tuổi đinh dậu vẫn luôn mạnh mẽ và nhiệt huyết tuy nhiên với vận may đang đến đây là lúc quý cô chú có thể thư giãn và tận hưởng những thành quả mà mình đã đạt được trong suốt những năm tháng làm việc vất vả có thể quý cô chú không còn tham gia vào những công việc bận rộn hàng ngày nhưng các cơ hội nhỏ từ bạn bè đối tác cũ hoặc từ con cháu vẫn đến những công việc bán thời gian hoặc các dự án nhỏ sẽ giúp quý cô chú vừa duy trì tinh thần làm việc vừa không bị áp lực quá lớn, đây cũng là cách giúp quý cô chú cảm thấy mình vẫn còn được cống hiến và giữ liên lạc với xã hội. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để quý cô chú tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác hoặc tham gia vào các nhóm cộng đồng. Những hoạt động này không chỉ giúp tinh thần phấn chấn mà còn tạo phước lành cho con cháu sau này. Gia đình là điểm tựa quan trọng nhất trong cuộc sống của quý cô chú tuổi đinh dậu 1957 và trong thời gian này niềm vui gia đình sẽ càng được nhân lên sau nhiều năm lo lắng và hy sinh cho con cái quý cô chú sẽ được tận hưởng những giây phút ấm áp bên gia đình khi con cái đã trưởng thành thành đạt và có cuộc sống ổn định thời gian này những tin vui từ con cháu sẽ mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho quý cô chú có thể con cái của quý cô chú sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp lập gia đình hoặc đón nhận những điều may mắn khác trong cuộc sống điều này không chỉ là niềm vui cho riêng con cháu mà còn là sự đền đáp xứng đáng cho những hy sinh mà quý cô chú đã dành cho gia đình trong suốt thời gian qua ngoài ra những dịp đoàn tụ gia đình các bữa cơm quay quần bên nhau sẽ là thời gian quý báu để quý cô chú tận hưởng sự ấm áp hạnh phúc của tình thân gia đình hòa thuận yêu thương nhau là nền tảng vững chắc giúp quý cô chú cảm thấy an yên và trọn vẹn Phong thủy và tâm linh luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều người, và với quý cô chú tuổi đinh dậu cũng không phải là ngoại lệ. Từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch, Phật tổ báo mộng về những điều tốt đẹp sẽ đến. Đây là thời điểm để quý cô chú chú trọng hơn đến đời sống tâm linh, giữ cho tinh thần luôn được bình an, nhẹ nhàng. Việc thường xuyên tụng kinh, niệm Phật hoặc tham gia các nghi lễ cầu an sẽ giúp quý cô chú đón nhận những phước lành từ Phật tổ đồng thời giúp tinh thần trở nên thanh thản, hóa giải những lo toan trong cuộc sống. Ngoài ra, việc cải thiện không gian sống theo hướng phong thủy cũng rất quan trọng trong giai đoạn này. Quý cô chú có thể sắp xếp lại nhà cửa, tạo không gian thoáng đảng, đón nhận luồng khí tốt lành. Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo hoặc các hoạt động cộng đồng cũng là cách để quý cô chú tích phước đức, hóa giải nghiệp chứng và tạo nền tảng phước lành cho con cháu sau này. Quý cô chú tuổi đinh dậu 1957, trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch, dù có nhiều vận may và phước lành đang đến, quý cô chú vẫn cần đặc biệt lưu ý một số khía cạnh quan trọng để cuộc sống diễn ra suôn sẻ và bình an hơn. Dưới đây là năm điều bản mệnh cần lưu tâm để hóa giải khó khăn, thu hút tài lộc và giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc trong gia đình. 1. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần Tuổi đinh dậu 1957 hiện đã bước vào độ tuổi cao niên, do đó sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu. Thời gian qua có thể quý cô chú đã gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, từ các bệnh lý về tim mạch, huyết áp đến xương khớp hay tiểu đường. Do đó, trong giai đoạn này, sức khỏe cần được chú ý đặc biệt để tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Chế độ dinh dưỡng, quý cô chú cần tập trung vào chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh. Hạn chế đồ ăn có nhiều dầu mỡ, Đường và muối. Thay vào đó, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại thực phẩm giàu chất xơ và uống nhiều nước. Đặc biệt, nên kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày để tránh nguy cơ béo phì hoặc các bệnh liên quan đến tim mạch. Thể dục nhẹ nhàng, dù không cần vận động quá mạnh, nhưng quý cô chú nên duy trì các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc dưỡng sinh. Những bài tập này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất mà còn cải thiện tâm trạng giúp tinh thần thư thái và sảng khoái hơn. Khám sức khỏe định kỳ, điều quan trọng là quý cô chú nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn. Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường dù nhỏ nhặt. 2. Quản lý tài chính khôn ngoan. Dù vẫn may về tài lộc đang đến, nhưng quý cô chú tuổi đinh dậu 1957 cũng cần cẩn thận trong việc quản lý tài chính. Có thể trong thời gian này quý cô chú sẽ nhận được nhiều khoản tiền từ con cái từ các giao dịch đầu tư trước đây hoặc những khoản trợ cấp khác nhưng cách quản lý hợp lý sẽ giúp tránh rủi ro và đảm bảo tài sản lâu dài đầu tư thận trọng nếu quý cô chú có ý định đầu tư hay tham gia vào các dự án tài chính hãy nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đừng vội vàng tin tưởng vào những cơ hội lời nhanh lời nhiều mà không có sự đánh giá đầy đủ trong độ tuổi này việc an toàn tài chính quan trọng hơn việc tìm kiếm lợi nhuận cao. Không quá lo toan cho con cháu, dù tình yêu dành cho con cái luôn là ưu tiên, nhưng quý cô chú cũng cần giữ lại cho mình một khoản tài sản đảm bảo cho cuộc sống sau này. Đừng cho đi hết số tiền tích lũy, hoặc đầu tư vào các dự án của con cái mà không có sự tính toán cẩn thận. Hãy giữ một phần để đảm bảo cuộc sống của mình, an nhàn và không phải lo lắng về tài chính trong tương lai. 3 giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình gia đình luôn là yếu tố quan trọng nhất đối với quý cô chú tuổi đinh dậu tuy nhiên đôi khi những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống có thể khiến tình cảm gia đình bị xáo trộn trong giai đoạn này quý cô chú nên chú ý đến việc duy trì sự hòa thuận và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình lắng nghe và chia sẻ tuổi già đôi khi có thể làm cho khoảng cách giữa các thế hệ trở nên lớn hơn khi quan điểm sống khác biệt Quý cô chú nên lắng nghe và hiểu con cháu nhiều hơn, tránh áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng. Việc cởi mở chia sẻ sẽ giúp tạo ra sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các thế hệ, tránh cãi vã nhỏ nhặt, đôi khi những vấn đề nhỏ trong cuộc sống có thể làm gia đình bất hòa. Quý cô chú nên học cách tha thứ và bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ để giữ gìn bầu không khí hòa thuận, tránh gây xung đột không đáng có. 4. Lưu tâm đến phong thủy nhà ở. Phong thủy có ảnh hưởng rất lớn đến sự hài hòa và thịnh vượng của gia đình. Trong giai đoạn may mắn này, quý cô chú cần chú ý đến không gian sống của mình để đảm bảo rằng mọi yếu tố phong thủy đều thuận lợi, thu hút thêm vận khí tốt lành và tránh xui rủi. Dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa, một không gian gọn gàng, sạch sẽ không chỉ tạo sự thoải mái cho tinh thần mà còn giúp khí lưu thông tốt hơn, mang lại sự thịnh vượng và bình an. Quý cô chú nên dọn dẹp nhà cửa thường xuyên loại bỏ những vật dụng không cần thiết và tạo không gian thoáng đẳng. Bố trí các vật phẩm phong thủy Quý cô chú có thể bố trí một số vật phẩm phong thủy như hồ lô, quả cầu thạch anh hoặc treo tranh phong thủy để tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Ngoài ra, việc trồng cây xanh trong nhà cũng giúp cân bằng không gian, mang lại sự tươi mới và sinh khí. 5. Đời sống tâm linh và phước đức Tuổi đinh dậu đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nên đời sống tâm linh cũng đóng vai trò quan trọng giúp quý cô chú tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và hóa giải những nghiệp chướng thời gian này là lúc quý cô chú nên chăm sóc đời sống tâm linh của mình hơn bao giờ hết thường xuyên cúng bái cầu an quý cô chú nên dành thời gian thường xuyên đi chùa thắp hương và cầu nguyện cho sự bình an của gia đình và con cháu thực hiện các nghi thức cầu an dân lễ sẽ giúp tạo ra phước lành giúp cuộc sống thêm xuân sẻ thuận lợi Kết luận: Từ nay đến cuối tháng 9 âm lịch vẫn may đang gõ cửa với tuổi đinh dậu 1957, nhưng để tận dụng được những cơ hội này, quý cô chú cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, tài chính, gia đình, phong thủy và đời sống tâm linh. Đây chính là thời điểm quan trọng để quý cô chú điều chỉnh cuộc sống, đón nhận những điều tốt lành và tận hưởng sự bình an, hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô chú để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô chú đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô chú thật nhiều may mắn vạn sự như ý